Nguyên Khang và Trúc Ánh xin gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến tất cả quý vị. Chúng ta đang cùng đến với lễ tri ân của tập đoàn Homeland trong buổi tối ngày hôm nay. Và niềm tin lớn nhất của chúng tôi, đón đầu tương lai, căng bừng đón gió. Đó là khát vọng lớn nhất tôi muốn để lại cho các anh chị và các bạn. Tôi vô cùng biết ơn và chân thành biết ơn Homeland Group đã quan tâm đến chúng tôi, chia sẻ và có những mảnh đời bất hạnh, có một bữa Tết đầm ấm tươi vui. Hãy mở rộng đôi tay và hãy mở rộng con tim để cứu lấy trái tim em thơ. Phải sống lo sợ, đang từng giây từng phút đợi chờ, đừng để em nhận lấy số phận đau thương. Hãy cho em nhìn thấy và hãy cho em niềm tin, hãy cho em được sống và biết yêu thương mọi người. We'll be right back.